Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý, Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine nhưng sẽ không từ bỏ các điều kiện của mình. Đây là phát biểu mới của Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kalin khi trả lời phỏng vấn hãng BBC. Đại sứ Kelly nêu rõ Moscow muốn hòa bình nhưng phải với một số điều kiện nhất định, đó là không có bất cứ mối đe dọa nào từ phía Ukraine với Nga, và người Nga ở Ukraine phải được đối xử bình đẳng như công dân của tất cả các nước khác. Theo đại sứ Kelly, trong những năm gần đây, tại Ukraine đã bùng nổ chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Việc đóng băng xung đột sẽ không giải quyết được gốc rễ vấn đề vì không tạo lập được nền tảng hòa bình và ổn định lâu dài châu Âu. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Lavrov hôm qua đã cảnh báo việc cung cấp tiêm kích F-16 của Mỹ cho Ukraine là sự leo thang không thể chấp nhận trong cuộc xung đột hiện nay.